Sau khi xác nhận chia tay AC Milan khi mùa giải năm 2022 đến năm 2023 khép lại, tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic đã chính thức tuyên giải nghệ ở tuổi 41. Hợp đồng của ngôi sao người Thụy Điển và AC Milan sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 năm 2023, nhưng anh đã không được đội chủ sân San Siro gia hạn hợp đồng. Khác với nhiều thông tin của báo chí rằng anh sẽ tiếp tục thi đấu ở Serie A và khoác lên mình màu áo câu lạc bộ Monza vào mùa giải tới, Ibrahimovic đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ sau trận đấu của AC Milan gặp Verona vào ngày 6 tháng 5. Ibrahimovic đã trở lại AC Milan lần thứ hai vào mùa giải năm 2021 đến năm 2022 và cùng đội bóng nước Ý giành Scudetto. Tuy nhiên, việc gặp phải chấn thương ở mùa giải năm nay khiến cầu thủ sinh năm 1981 liên tục phải ngồi ngoài và không đóng góp nhiều cho đội bóng thành Milan. Suốt mùa giải năm 2022 đến năm 2023, tiền đạo người Thụy Điển chỉ có vỏn vẹn 4 lần ra sân cho AC Milan tại Serie A với 144 phút thi đấu. Ibrahimovic ghi một bàn thắng và lần gần nhất anh xuất hiện là từ giữa tháng 3 năm 2023 trong trận thua Udinese 1-3. Trước các khán giả của sân San Siro, tiền đạo người Thụy Điển đã có màn chia tay đầy cảm xúc.